Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Salon Ô tô HHDC Auto có địa chỉ 106 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội, và mình là Đức Hoàng. Ngày hôm nay thì Hoàng sẽ đưa đến quý vị một cái sản phẩm có thể nói là siêu hot và siêu lướt đang có mặt trên thị trường và cũng như là đang có mặt tại HHDC Auto bên mình. Đó là chiếc Mac GLC 200 sản xuất năm 2020, một chủ từ đầu. Và điều đặc biệt, chiếc xe Hoàng muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn là chiếc xe mới chạy lướt được có 2.200 km thôi nhé quý vị và bạn nhé. 2.200 km, biển số Hà Nội. Chúng ta hãy cùng xem qua và đánh giá qua về chất lượng của một chiếc xe siêu lướt đang có mặt tại bên mình như thế nào nhé. Anh em hãy cùng theo Hoàng xem một vòng xung quanh xe. Chiếc xe này của Hoàng thì là sản xuất và đăng ký là tháng 8 năm 2020. Biển số Hà Nội, tên công ty. Chiếc xe này thì Hoàng có thể xuất được hóa đơn là gần 1.7 tỷ. Bác nào mà muốn mua về doanh nghiệp hoặc là đang có nhu cầu muốn mua xe mới thì đây sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời. Đấy, tiết kiệm và rẻ hơn so với xe mới khoảng 200 triệu đấy ạ. Đấy. Chiếc xe này thì của Hoàng là màu trắng, nội thất màu kem, một trong những gam màu cực kỳ hot của Mercedes-Benz. Đấy. Biển số là 30G50278. Đối với phiên bản GLC 2020 này thì có form dáng mẫu mới rồi nhé các bạn nhé. Chiếc xe này của mình là phiên bản GLC 200 chưa được Formantic. Đấy, Formantic thì nó sẽ khác hơn một chút, là nó có dẫn động 4 bánh toàn thời gian, rồi cũng như là la răng, hệ thống giải trí sẽ khác hơn một chút. Hoàng rất thích cái lối thiết kế mới của cái phần đèn hậu của Mercedes GLC 200 mẫu mới này. Nó rất là đẹp. Ngoài ra thì cụm đèn pha được thiết kế full LED cũng rất là nổi bật. Đấy. Chiếc xe này thì là 2.200 cây, cho nên các bạn có thể thấy là lốp, tất cả mọi thứ của nó còn rất là mới. Các bạn có thể để ý này. Đây, Hoàng sẽ quay sát luôn phần phía dưới này, lốp còn dày bịch. Chiếc xe thì full lịch sử bảo dưỡng hãng và mới vào hãng được một lần. Đó là lúc mà Hoàng vừa mới mua về thì Hoàng đưa vào hãng để Hoàng check kiểm tra về chất lượng xe. Đấy. Màu trắng, sơn zin 100% nhé. Mình khẳng định luôn, sơn zin 100%, chưa có một vết xước nhỏ. Chiếc xe này thì bên mình vừa mới về và chỉ có rửa qua bằng nước lã mà thôi. Đây, các bạn có thể thấy hệ thống đèn pha LED, tuy chưa được multi beam nhưng mà nó rất là đẹp. Cái giải LED ban ngày day night nó chạy xung quanh cái phần đèn pha này rất là đẹp luôn. Hệ thống đèn pha cực kỳ là tuyệt vời. Công nghệ đèn LED của Mercedes GLC thì rất là đỉnh cao. Đấy. Phần đầu xe cũng rất là đẹp. Lối thiết kế giao diện mới. Cái phần phía dưới này thì được trang bị thêm phần nẹp mạ chrome rất là đẹp. Màu trắng, sơn zin. Chiếc xe này thì vẫn còn full cả cái hệ thống bảo hành phủ ceramic nhé các bạn nhé. Xe là đã được cho chủ trước phủ ceramic rồi. Chúng ta hãy cùng vào xem luôn phần khoang nội thất. Wow, quá mới. Nội thất màu kem, một trong những gam màu hot nhất của Mercedes-Benz. Đây, các bạn có thể thấy này. Xe này thì mình dám khẳng định với các bạn một điều là không có chiếc thứ hai mới hơn trên thị trường. Có 2.200 cây thôi các bạn ạ. Cho nên là các bạn có thể thấy này, cái phần ghế da này của nó còn rất là mới luôn. Và lối thiết kế mới của GLC thì rất là tinh tế. Sẽ có một vài các cái option nó nổi bật, rồi cũng như là thay đổi so với thế hệ trước, thì tí nữa Hoàng sẽ đi vào phần chi tiết hơn. Các bạn có thể thấy là hàng ghế thứ hai gần như chưa có ai ngồi. Rất là mới. Đấy, bật lên xuống này, rồi tất cả các phần hèm cửa này của nó nhé, chưa có, gần như chưa có một cái vết xước hay là ráp lai sơn lại. Đấy. Táp bi vân gỗ cũng rất là đẹp. Đây là vân gỗ, gỗ xịn 100% luôn đấy ạ. Cốp điện rồi. Đây. Bad new đến 99%. Tất cả sổ sách, sách hướng dẫn sử dụng, sổ bảo hành đều đầy đủ hết. Có một cái điều đặc biệt là ở chiếc GLC 200 form mới này thì nó có thêm lốp sơ cua nhé các bạn nhé. Không còn sử dụng hệ thống lốp Runfret nữa. Nhưng mà Mercedes đã trang bị thêm cho chiếc xe một cái lốp sơ cua rất là to. Chúng ta có thể thấy ở đây thông số là có thể chạy được tối đa là 80 km/h. Và Hoàng thấy cái option này nó thay đổi, Mercedes nó đã thay đổi một cách rất là thông minh. Khi mà những cái thế hệ trước sử dụng cái lốp Runfret thì khi mà nổ lốp trên đường thì gần như là không có khả năng để chúng ta có thể cứu hộ được. Đấy, mà phải gọi một cái xe cứu hộ về để chở. Đấy, rất là bất cập. Đây, hàng ghế thứ hai này. Quá mới luôn. Tất cả các cái phần, từ cái phần ốc khóa cửa luôn.
Hoàng vẫn khẳng định luôn lại một điều là không có chiếc thứ hai mới trên thị trường như chiếc này của Hoàng. Cửa gió hàng ghế thứ hai nhé các bạn nhé, là phông trần này, nội thất màu kem. Như quan điểm của giới buôn xe như Hoàng thì riêng Mercedes thì trắng mà nội thất kem hoặc là nội thất nâu thì nó là hết bài luôn, hết ý. Đây, số VIN của chiếc xe đây nhá. Các bạn nào có thể quan tâm thì có thể check mềm trước qua hãng này. Các cái phần ni lông này vẫn còn chưa bóc nhá, nguyên zin hết đấy ạ. Ok, Hoàng sẽ vào luôn phần ghế lái để chúng ta cùng cảm nhận về độ mới chiếc xe này và một số các cái tính năng ưu việt mới có mặt trên chiếc GLC 200 2020. Wow. Các bạn có thể thấy đây là phần ghế lái và gần ghế phụ là chúng ta có đầy đủ cả lưu 3 vị trí ghế, 3 vị trí ghế lái và 3 vị trí ghế phụ. Ok, Hoàng sẽ khởi động luôn nhé. Bảng đồng hồ Tablo mẫu mới này cũng rất là đẹp. Và điều đặc biệt là sử dụng hệ điều hành Việt hóa rồi. Đấy, sử dụng hệ điều hành Việt hóa hết rồi nhé các bạn nhé. Màn hình giải trí cũng to hơn này. Camera thì Hoàng cảm nhận là ở thế hệ này nó nét hơn. Đấy, rồi các cái phần vân gỗ, tất cả mọi thứ này thì được thiết kế một cách tinh tế hơn. Đấy, rất là đẹp và mới. Đây là có thể các bạn nhìn qua cái video của mình nó sẽ hơi cùi bởi vì cái máy này của Hoàng cũng không phải là máy quá xịn. Một chiếc Samsung S21. Nhưng mà mình khẳng định luôn là rất là mới. Các bạn nhìn ở bên ngoài sẽ ưng ngay. Bởi vì nó mới đến 99,99%. Vô lăng rồi. Vô lăng form mới nhé các bạn nhé. Cruise control này. Đấy, điều khiển ở đằng trước này. Màn hình này. Các bạn có thể thấy đây là chiếc xe đã chạy được 2.243 km nhé. Đấy, gần như không đi. Gần như là không đi luôn. Vô lăng nguyên bản. Đây, vô lăng khâu da nguyên bản luôn. Rất là mới, thật sự rất mới. Và quan điểm của Hoàng khi kinh doanh xe thì những chiếc xe mới như thế này thì mình có mua gấu thêm 20-30 triệu cũng cảm thấy thích, là bởi vì mình bán chiếc xe này rất yên tâm và khách hàng khi mua là sẽ nhớ đến mình ngay. Đấy. Hệ thống loa giải trí thì chiếc xe này chưa được trang bị loa Boommaster. Thì vẫn là hệ thống loa tiêu chuẩn nguyên bản thôi, nhưng mà cũng đã rất hay rồi. Mình khẳng định luôn là cũng đã rất hay rồi. Đấy. Màn hình Việt hóa rồi, rất là hay luôn. Đấy. À, Hoàng đang mở cốp cho nên là thành ra là nó không hiển thị cam lùi. Các cái phần ở trên này thì cũng đã được đầy đủ các tính năng an toàn là gương chống chói này. Đấy. Đăng kiểm của chiếc xe này còn rất dài hạn nhé, đến tận tháng 2 năm 2023 cơ các bạn ạ. Vì xe đăng ký tháng 8 năm 2020 mà, chuột điện tử này. Đấy. Rất là đẹp. Ok. Mình sẽ giới thiệu luôn cả về phần khoang động cơ của chiếc xe này. Bạn Duy có thể mở giúp mình cái đấy. Cái nắp capo. Ở đây các cái phần ốc ở phần cánh cửa rồi keo chỉ cánh cửa nhá. Nguyên zin hết. Thật sự rất là mới luôn. Anh em nào mua được chiếc xe này thì đang có nhu cầu muốn mua một chiếc xe mới về cá nhân hay là về công ty, nhưng mà mình khẳng định luôn là mua chiếc xe này của mình sẽ tiết kiệm được hơn rất nhiều so với xe mới. Đây. Vẫn là phần kỹ thuật mà Hoàng muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn những cái xe mà đang có mặt tại bên mình. Ốc nắp cabo nguyên bản theo xe nhé. Keo chỉ nguyên zin. Vì sơn zin còn 100% thì khẳng định luôn là keo chỉ vẫn còn nguyên zin. Các cái phần dấu phẩy ốc nhỏ này của nhà sản xuất này vẫn còn nguyên nhá. Đấy. Rất mới luôn. Còn rất mới. Các cái phần nỉ này các bạn có thể để ý cái phần nỉ dưới nắp cabo này của nó còn mới tinh mà. Và gần như là chỉ có bên Hoàng về chỉ có phủi bụi và lau vệ sinh qua thôi. Đây các cái phần ốc hèm này. Đấy. Ốc hèm phần tai xe này. Mới như này cơ mà. Thật sự mua được những chiếc xe này Hoàng quá ưng ý luôn. Và ai mua được chiếc xe này thì cũng rất ưng ý. Mình khẳng định là như vậy. Sử dụng hệ thế hệ động cơ mới rồi các bạn nhé. Hệ động cơ mới của Mercedes GLC 200 mới. Đây. Đấy. Phần nắp cam này vẫn còn nguyên zin hết. Đúng thôi, một chiếc xe có 2.000 cây thì có cái gì đâu để mà xem. Khi bên mình giao dịch cũng như là mua xe đầu vào thì bên mình đã cho kiểm tra và có một cái bản test về chất lượng xe. Tất cả những cái dòng xe BMW hoặc Mercedes-Benz đang được chào bán tại bên mình. Ok. Và vừa rồi thì Đức Hoàng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc
xe có thể nói là siêu lướt đang có mặt tại bên mình. Đó là chiếc GLC 200 sản xuất và đăng ký tháng 8 năm 2020, màu trắng nội thất kem, biển số thành phố, một chủ từ đầu. Chiếc xe siêu lướt 2.200 cây. Chiếc xe này thì tên công ty bên mình có thể xuất được hóa đơn gần 1.7 tỷ. Hiện tại thì chiếc xe này bên mình đang chào bán với mức giá là 1.835.000.000 đồng, có hỗ trợ trả góp lên đến 80% giá trị xe trên toàn quốc nhé. Đấy, ngoài ra thì bên mình có cấp hợp đồng bảo hành về chất lượng xe cho tất cả quý vị và các bạn khi giao dịch tại bên mình. Đó là xe không đâm đụng tai nạn, không ngập nước thủy kích, động cơ hộp số của xe nguyên bản, hồ sơ pháp lý minh bạch và số ODO là số km là nguyên bản theo xe. Trước khi giao dịch, các bạn có thể đưa xe đến bất cứ đại lý chính hãng hoặc là các cái gara mà theo chỉ định yêu cầu của khách hàng. Có nhu cầu test xe thì bên mình sẽ hỗ trợ 100% cho khách hàng. Đấy. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì quý vị và các bạn có thể vui lòng liên hệ với Đức Hoàng theo số hotline được in trên màn hình. Đó là 097-209-9992 hoặc ấn theo dõi trực tiếp kênh YouTube của hhdc.vn để luôn luôn được cập nhật những cái sản phẩm mới, hot và lướt đang có mặt tại bên mình. Một lần nữa Đức Hoàng xin cảm ơn và cũng mong muốn là quý vị và các bạn ai đang có nhu cầu thật sự thì hãy nhanh tay nhấc máy gọi điện ngay cho Hoàng để được sở hữu chiếc xe siêu lướt này. Một lần nữa xin cảm ơn.